Hôm nay tôi còn được một đồng tu cho biết. Ở Tứ Xuyên có một vị cư sĩ học Phật, năm nay đã ngoài 70 tuổi. Công phu tu hành rất khá, cũng là thâm nhập một môn, huân tu lâu dài. Hôm nay tôi nói với vị đồng học ấy, có thể mời người ấy đến Hương Cảng cho chúng tôi gặp gỡ hay không? Trước kia chúng tôi đã phát hiện cư sĩ Lưu Tô Dân 55 tuổi, bà ta mới bắt đầu học Phật một bộ kinh Vô Lượng Thọ, một câu Phật hiệu, suốt 10 năm chẳng gián đoạn, bèn thành tựu. Thành tựu Tam Muội, thành tựu Đà La Ni. Vị đồng học này cũng giống như vậy. Họ kể với chúng tôi, người ấy cũng là một bộ kinh Vô Lượng Thọ, một câu A Di Đà Phật, cũng là mười mấy năm chẳng gián đoạn. Có người thứ hai nêu gương thật tốt cho người tu hành chúng ta. Chúng tôi giảng kinh mỗi ngày, khuyên kẻ khác mỗi ngày, nhưng chẳng có người nêu gương, rất khó tin tưởng. Chỉ cần đã đắc Tam Muội, chuyện gì chúng ta cũng đều có thể lý giải. Nếu đúng là thâm nhập một môn, huân tu lâu dài, buông xuống vạn duyên, trong tâm chỉ có A Di Đà Phật, chỉ có kinh Vô Lượng Thọ, tu học như vậy phải biết là 3 hay 4 năm bèn đắc Tam Muội. Người ấy có thể đạt được Tam Ma Địa như chúng tôi đã nói, trong phần trước đã nói. Sau khi đắc Tam Muội lại chừng 3-4 năm, khẳng định là khai trí huệ. Ở đây gọi khai trí huệ là Đà La Ni. Chúng ta nói thông thường thì Đà La Ni nên giảng như thế nào? Một kinh thông, hết thảy các kinh đều thông. Đà La Ni là hết thảy các kinh đều thông. Một pháp môn đã đắc, hết thảy các pháp môn thảy đều đắc, đó là Đà La Ni. Khó ở chỗ nào? Khó ở chỗ con người chẳng có tâm thường hằng, vọng niệm quá nhiều. Hôm nay muốn học cái này, ngày mai muốn học cái khác, học rất nhiều, rất tạp. Đó là gì? Đó là tập khí phiền não. Kinh giảng những gì? Phật, Bồ Tát mỗi ngày khuyên quý vị vẫn không tin, vẫn cứ tin vào tập khí phiền não của chính mình. Sai mất rồi. Nếu thật sự chịu nghe lời Phật, ai nấy đều thành Phật. Thật đấy, chẳng giả tí nào. Nói theo Tịnh Độ Tông thì không một ai chẳng thành tựu. Thời gian 10 năm chẳng dài. Trôi qua rất nhanh. Quý vị có thể nắm giữ một pháp môn, một bộ kinh trong 10 năm, quý vị sẽ thành tựu. Chúng ta thấy hai người ấy đều là dùng thời gian lâu dài để nắm chắc, chẳng lãng phí một ngày nào. Vì thế, đối với chuyện tu hành, có người hỏi tôi, người ấy nói, tôi thường nói đến 3 căn bản. Nhưng họ chẳng học 3 căn bản ấy, cớ sao thành tựu? Họ thật sự có thể buông hết thảy xuống, nhất tâm nhất ý nơi một bộ kinh, một câu danh hiệu, 3 căn bản liền viên mãn.
họ có thể làm được, quý vị có thể làm được hay không? Quý vị chẳng bằng họ. Xét theo hình thức, ba căn bản ấy là giới luật, họ chẳng học. Nhưng người ta có định cộng giới. Tam muội là định cộng giới, tức là trong định có giới. Không có giới làm sao có thể có định cho được. Trong Đà La Ni có trí huệ. Trí huệ đã khai thì gọi là gì? Gọi là đạo cộng giới. Người bình phàm sơ sót những điều này, chỉ điểm họ, họ liền hiểu rõ. Họ có mà còn rất cao minh. Chúng ta nên học theo điểm này. Chúng ta thấy những tấm gương tốt đẹp ấy, tính tâm của chính mình phải nên kiên định. Quý vị thấy Lưu cư sĩ 55 tuổi mới bắt đầu học, 66 tuổi bạn thành công. Vị lão cư sĩ ở Tứ Xuyên, tôi còn chưa gặp mặt, tôi rất muốn gặp cụ. Năm nay cụ đã ngoài 70 tuổi. Cũng là lúc tuổi già mới gặp gỡ, cụ đã thành công. Chúng ta là những kẻ còn chưa đến 60 tuổi, hãy nên có tín tâm. 60 tuổi bắt đầu học tập, 70 tuổi bạn thành công. Trước lúc 70 tuổi, chẳng ai biết đến Ấn Quang Đại Sư. Ngài lặng lẽ, không ai biết đến, trụ trong lầu Tạng Kinh nuôi Phổ Đà. Cũng là tam học giới định huệ tăng thượng. Năm 70 tuổi, Ngài bị người khác phát hiện. Có những vị tại gia cư sĩ, toàn là giáo sư đại học, đến thăm Phổ Đà Sư, đến lễ Phật, gặp Pháp Sư Ấn Quang, hầu chuyện Ngài. Những vị học giả ấy vô cùng kinh ngạc. Gặp được vị thiện tri thức chân chánh, bèn viết bài tuyên dương Ngài trên các báo chí và tạp chí. Ấn Quang Đại Sư bèn nổi tiếng. Lão nhân gia Hoằng Pháp Lợi Sanh bằng văn tự, vì Ngài là người Thiểm Tây, nói giọng địa phương rất nặng, giảng kinh ở phía Nam mọi người nghe không hiểu, nên Ngài rất ít dùng ngôn ngữ để giảng kinh mà dùng văn tự. Bao nhiêu người nêu ra câu hỏi thỉnh giáo lão nhân gia, sau này những thư trả lời của Ngài được tập hợp lại trở thành bộ Ấn Quang Đại Sư văn sao. Thuở ấy những lời Ngài phát biểu đăng trên báo chí và tạp chí, mọi người đều hiểu. Ngài viên tịch lúc 80 tuổi. Quý vị thấy thời gian Ngài Hoằng Pháp chỉ có 10 năm, nhưng ảnh hưởng của 10 năm Hoằng Pháp ấy trong 100 năm tại Trung Quốc, chẳng có ai có thể vượt qua Ngài. Ừ.
thù thắng khôn sánh. Cổ nhân Trung Quốc gọi điều này là hậu tích bạc phát. Ngài đã tích lũy quá vậy. Trước khi học Phật, Ngài học nho, lấy nho làm cơ sở, dùng cơ sở nho gia sâu dày để nhập Phật môn. Có công lực vài chục năm, nên khi phát, bèn đúng như cổ nhân đã nói, không kêu thì thôi, hễ kêu sẽ khiến cho mọi người kinh hãi. Những gì ấy đã thị hiện nhằm nêu gương cho chúng ta, đều nhằm dạy chúng ta phải dùng phương pháp gì và tâm thái gì để tu học thì quý vị mới có thể thành tựu. Còn khó có hơn nữa, suốt đời Tổ Ấn Quang coi trọng giáo dục nhân quả. Ngài đề cao ba bộ sách, yêu cầu thế hệ chúng ta và những kẻ học Phật trong mai sau, bất luận tại gia hay xuất gia, đều phải đọc, phải nghiêm túc học tập để làm căn cơ. Ba thư ấy chính là Liễu Phạm Tứ Huấn, An Sĩ Toàn Thư và Thái Thượng Cảm Ứng Thiên Dẫn Biên. Đặc biệt coi trọng giáo dục nhân quả. Nay chúng tôi mới hiểu, hiện thời muốn cứu vớt xã hội này, muốn hóa giải tai nạn, muốn cứu vớt địa cầu, dùng gì? Dùng nhân quả. Mỗi người tin tưởng nhân quả, thiên hạ đại trị. Các tai nạn trên địa cầu chẳng dấy lên, chẳng có tai nạn. Luân lý đạo đức có lúc chẳng chống nổi danh cao, lợi nhiều. Cảnh giới ấy hiện tiền, người ta biết rõ mà vẫn cố phạm. Nhưng thật sự hiểu nhân quả thì danh cao tới đâu, lợi to đến mấy, quý vị chẳng dám động tâm. Vì sao? Hiện thời đạt được chỗ tốt đẹp và lợi ích, nhưng sau khi đã chết thì sao? Tâm hạnh bất thiện, chết đi chắc chắn đọa địa ngục. Bất hiếu với cha mẹ, bất trung với quốc gia, không tôn trọng trưởng bối, không yêu thương thế hệ sau, những nghiệp ấy đều là nghiệp trong A Tỳ địa ngục. Đọa địa ngục rất dễ dàng, thoát khỏi địa ngục chẳng đơn giản như vậy. Có dám làm hay không? Chẳng dám. Vì thế ông Châu An Sĩ nói, mỗi người tin tưởng nhân quả, đó là đạo để thiên hạ được bình trị to lớn. Chúng ta biết, không chỉ là thiên hạ đại trị, mà còn là trên địa cầu tai nạn gì cũng chẳng có. Mỗi người không tin nhân quả là đạo, khiến cho thiên hạ đại loạn, tai nạn gì trên địa cầu cũng đều phát sanh. Đạo lý là như thế đó.
Mỗi người chúng ta sống trên thế gian này trên thực tế hết sức đơn giản. Mỗi ngày chỉ cần ăn no, mặc ấm, có nơi nhỏ nhỏ để có thể tránh gió đục mưa là đủ rồi, sung sướng hơn bất cứ thứ gì khác. Cổ nhân dạy, người đạt đến mức vô cầu, phẩm hạnh tự cao. Dục vọng càng nhiều càng khổ. Con người buông dục vọng xuống sẽ đắc đại tự tại. Buông tham sân si xuống, giới định huệ liền thành tựu.